Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương vàng phân khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu phần tử gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vững bền xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Thập Phương Pháp Giới Tường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật xin bạch thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng. Theo đại nguyện của các ngài quang giáng nơi Pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con cũng nương oai lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xin bạch thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề. Chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thảy chúng quý thần vì lợi ích của mình. Khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì nương oai lực Phật. Vân tập về nơi pháp hội hôm nay theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn giả lam chùa Ba Vàng, xin các ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các ngài nương lòng từ bi và sự trí dạy trên sư phụ, nhân mùa an cư kết hạ của chư tăng, đệ tử chúng con tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng xin thành tâm đối trước Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kết hạ của chư tăng, để tán thán công đức Tam Bảo tu bồi giới đức tăng trưởng phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con dâng nén tâm hướng khải bạch Tam Bảo chứng minh gia trì. Chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kết hạ của chư tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm Hiện Bửu Tháp thứ 11. Chúng con xin nguyện đem công đức nành này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tứ trọng ân phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo truyền tái Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính Pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoằng dương chính Pháp Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài, các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ được sức khỏe, chủ thế xa bà được giải lâu, để hoằng dương giáo Pháp của Phật thổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiện đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe, tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lành tu theo chính Pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiện kiếp cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng các chúng oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính Pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được binh quân, giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp khiến được thịnh hưng, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo Pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Tát.
Chỉ tâm đành lễ ơi Nam Mô Thập Phương Tần Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật. Chỉ tâm đành lễ ơi Nam Mô Thập Phương Tần Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp. Chỉ tâm đảnh lễ ơi Nam Mô Thập Phương Tần Hư Không Giới Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Phẩm vi diệu rất sâu vô thượng ơi trăm nghìn muôn ức kiếp khó gầm ơi con nay thấy nghe được thọ chỉ ơi nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai ơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hơn sau muôn lời thành bảy cuốn rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu trong cổ nước cam lồ dịn nhuần trong miệng chất đề hồ nhỏ mát bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi trên lưỡi sen hồng phóng hào quang dầu cho tạo tội hơn núi cả trắng nhọc diệu pháp vài ba hàng Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Hiện Bảo Tháp thứ 11 lúc bấy giờ trước Phật có tháp bằng bảy báu cao 500 do tuần ngang rộng 250 do tuần từ dưới đất nổi lên trụ ở giữa hư không các món vật báu trao rồi 5.000 báu lớn nghìn muôn phong nhà vô số tràn phan để nghiêm sức đó chuôi ngọc báu du xuống muôn nghìn linh báu treo trên tháp bốn mặt đều thoáng đưa ra
mùi hương gỗ ly cấu chiên đàn khắp cùng cả cõi nước, các phan lòng đều dùng bày thứ bao vàng bạc lưu ly xa cừ ma não chân châu và mái khôi hiệp lại thành cao đến ngang cùng trời tứ thiên vương trời đao lời dưới hoa man đà la cúng dường tháp báu các trời kháng và dòng giã xoa càn thát bà a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân vân vân nghìn muôn ức chúng đều đem tất cả hoa hương chuối ngọc phan lóng ký nhạc mà cúng dường tháp báu đồng cung kính tôn trọng người khen. Bây giờ trong tháp báu vang ra tiếng lớn khen rằng ngày thầy hay thầy Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn có thể dùng huệ lớn bình đẳng vì đại chúng mà nói kinh giáo Bồ Tát pháp phần sở hộ niệm diệu pháp liên hoa đúng tê đương Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn như lời Phật nói đó đều là chân thật. Bây giờ bốn chúng thấy tháp báu lớn trụ trong hư không lại nghe trong thám vang tiếng nói ra đều đằng pháp hy lấy làm là chưa từng có liền tứ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay rồi đứng một bên lúc đó có vị Đại Bồ Tát tên Đại Nhào Thuyết biết lòng nghi của tất cả trời người A Tu La vân vân trong thế gian mà bạch Phật rằng bạch Thế Tôn do nhân duyên gì mà có tháp này từ đất nổi lên lại ở trong tháp vang ra tiếng như thế lúc đó Phật bảo ngài Đại Nhào Thuyết Bồ Tát trong tháp báu này có toàn thân Như Lai thời quá khứ về trước cách đây vô lượng nghìn muôn ức vô số cõi nước ở phương đông có nước tên Bảo Đỉnh trong nước đó có Phật hiểu là Đa Bảo Đức Phật đó tu hành đạo Bồ Tát phát lời thề nguyện lớn rằng nếu ta được thành Phật sau khi diệt độ trong cõi nước ở mười phương có chỗ nào nói kinh pháp hoa thời tháp miêu của ta vì nghe kinh đó mà nổi ra nơi trước để làm chứng minh khen rằng hay thay Đức Phật đó thành Phật rồi lung sắm diệt độ ở trong đại chúng trời người báo các tỷ kheo rằng sau khi ta diệt độ muôn cúng dường toàn thân của ta thời nên dựng một tháp lớn Đức Phật đó dùng sức nguyên thần thông nơi nơi chỗ chỗ trong mười phương cõi nước nếu có nói kinh pháp hoa thời tháp báu đó đều nổi ra nơi trước toàn thân Phật ở trong tháp khen rằng hay thay Đại Nhào Thuyết nay tháp của Đa Bảo Như Lai vì nghe nói kinh pháp hoa nên từ dưới đất nói lên khen rằng hay thay bấy giờ ngài Đại Nhào Thuyết Bồ Tát do sức thân của Đức Như Lai mà bạch Phật rằng bạch Thế Tôn chúng con nguyện muốn thấy thân của Đức Phật đó Phật báo ngài Đại Nhạo Thuyên Bồ Tát Ma Ha Tát Phật Đa Bảo đó có nguyện sâu nặng nếu lúc tháp báu của ta vì nghe kinh pháp hoa mà hiện ra nơi chướng căng đức phần có vật nào muốn đem thân ta chỉ bày cho bốn chúng thời các vị Phật của Phật đó phân thân ra nói pháp ở các cõi nước trong mười phương đều phải nhóm cá một chỗ vậy sâu thân của ta mới hiện ra Đại Nhạo Thuyên Cáng vị Phật của ta phân thân nói pháp ở các cõi nước trong mười phương này nên sẽ nhóm lại ngài Đại Nhạo Thuyết bạch Phật rằng thưa Thế Tôn chúng con cũng nguyện muốn thấy các vị Phật của Thế Tôn phân thân để lễ lạy cúng dường bấy giờ Phật phóng
một lằng sáng nơi lông trăng giữa chặng mày liền thấy năm trăm muôn ức na do tha hằng à, xa cõi nước ở phương đông cảng cõi nước đó đều dùng pha lê làm đất cây bao y bao để làm đồ trang nghiêm vô số nghìn muôn ức Bồ Tát đầy dãy trong nước đó khắp nơi răng mang bao lưới bao phủ trên Đức Phật trong nước đó đều dùng tiếng lớn tốt mà nói các pháp và thấy vô lượng nghìn muôn ức Bồ Tát khắp đầy trong nước đó vì chúng sinh mà nói pháp phương Nam Tây Bắc bốn phía trên dưới cho tương sáng lông trắng chiếu đến cũng lại như thế lúc đó các phần ở mười phương đều bảo chúng Bồ Tát rằng thiện nam tử ta nay phải qua thế giới ta bà chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng để cúng dường tháp bao của Đa Báo Như Lai lúc bây giờ cõi ta ba liền biên thanh thanh tịnh đất bằng lưu ly cây báo trang nghiêm vang rồng làm dây đế răng ngăn tám đường không có các thủ lạc làng xóm anh ngắm biển cả sông ngòi núi sông cùng rừng bụi đốt hương báu lớn hoa màn đà la trái khắp cõi đất dùng lưới màn báu răng chùm mở trên treo nhưng linh bao chỉ lưu lại chúng trong hội này rời các trời người để cỡ cõi khác lúc đó các đức Phật đều đem theo một vị Bồ Tát lớn để làm thị giả qua cõi ta bà đều đến dưới cây bao mồi mỗi cây báo câu năm trăm do tuần nhánh la bông trai tư lớp rất trang nghiêm dưới các cây báo đều có tòa sư tử cao năm do tuần cũng dùng đồ bao tốn mà trau rồi đó khi ấy các đức phần đều ngồi xếp bằng trên tòa này như thế lần lượt đến khắp đầy cả cõi tam thiên đại thiên mà ở nơi thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật phân ra trong một phương vẫn còn chưa hết bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni vì muốn dung thọ các vị Phật của mình phân thân nên ở tam phương lại biến thành hai trăm muôn ức na do ta cõi nước đều làm cho thanh tịnh không có địa ngục ngã quỷ súng sinh cùng a tu la lại cũng rời các hàng trời người để ở cõi khác nhưng nước của phần biến hóa ra đó cũng dùng lưu ly làm đất cây báu trang nghiêm cao năm trăm do tuần nhánh lá bông trái đều có tư lớn tốt đẹp dưới cây đều có tòa báo sư tử cao năm do tuần dùng các thư bao đế trao rồi những nước đó cũng không có biển cả sông ngòi và các núi lớn núi mục chân lân đà núi thiên vi núi đại thiên vi núi tu di vân vân thông làm một cõi nướng phần đất báu bằng thẳng các báu xen lẫn nhau làm màn chùm khắp ở trên treo các phan lòng đốt hương báu lớn các hoa trời báu trải khắp trên đất Đức Thích Ca Mâu Ni phần vì các phần sẽ đến ngồi nên ở nơi tám phương lại đều biến thành hai trăm muôn nước na do ta cõi nước đều làm cho thanh tịnh không có địa ngục ngạ quỷ súc sinh và tu la lại rời các ngang trời người để ở cõi khác nhưng nước biến hóa ra đó cùng dùng lưu ly làm đất cây báu trang nghiêm cao năm trăm do tuần nhanh lá bông trái tứ tử tôn đẹp dưới cây đều có tòa sư tử bằng báu cao năm do tuần cũng dùng chất báu tốt mà trau rồi đó những nước này cũng không có biển cả sông ngòi và các núi lớn núi mục chân lân đà núi đại mục chân lân đà núi thiết vi núi đại thiết vi núi tu di vân vân thông lại làm một cõi nước Phật đất báu bằng thẳng các báu đương xen lẫn nhau thân màng trùm khắp ở trên treo các phan lòng đốt hương báu tôn các tư hoa trời báu trải khắp trên đất
bấy giờ ở phương Đông các Đức Phật trong trăm nghìn muôn ức na do tha hằng ngà xa cõi nước của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật phân tấn ra thấy đều nói pháp đến nhóm ở cõi này tuần tự như thế các Đức Phật trong cõi nước mười phương tây đều đến nhóm ngồi ở tam phương bấy giờ mỗi mỗi phương cáng Đức Như Lai ngồi khắp đầy trong 400 muôn ức na do ta cõi nước lục đó càng Đức Phật đều ngồi tòa sư tử dưới cây báu đều sai vị thị giả qua thăm viếng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đều đưa cho đầy bốn hoa báu mà báo thị giả rằng thiền nam tử người qua đến núi Kỳ Xa quật chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật theo như lời của ta mà thưa cung Phật thế này Như Lai có được ít bình ít khổ sức khỏe an vui và chúng Bồ Tát cùng thánh văn đều an ổn chăng rồi đem hoa báu này giải trên Đức Phật để cúng dường mà tưởng rằng Đức Phật kia cũng muốn mở tháp báu này càng Đức Phật sai người đến cúng như vậy bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thấy các vị Phật của mình phân thân đều ngồi trên tòa sư tử đều nghe các Phật cùng muốn đồng mở tháp báu Phật liền từ chỗ ngồi đứng dậy chủ trên hư không tất cả hàng bốn chúng đồng đứng dậy chắp tay một lòng nhìn Phật khi ấy đứng Thích Ca Mâu Ni Phật dùng ngón tay hữu mở cửa tháp bảy báu vang ra tiếng lớn như tháo khóa chốt mở cửa thành lớn tức thời tất cả chúng trong ngồi đều thấy Đức Đa Bảo Như Lai ở trong tháp báu ngồi tòa sư tử toàn thân không giá như vào cánh thiền đình lại nghe Phật đó nói ấy tay Thích Ca Mâu Ni Phật sướng thích nói kinh Pháp Hoa đó ta vì nghe kinh đó mà đến cõi này bấy giờ hàng tư chúng thấy Đức Phật đã diệt độ vô lượng nghìn muôn ứng kiếp về trước nói lời như thế đều khen là việc chưa từng có đều đêm hoa trời bao giải trên Đức Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca Mâu Ni lúc đó Đức Đa Bảo Phật ở trong tháp báo chia nữa tòa cho Thích Ca Mâu Ni Phật mà nói rằng Thích Ca Mâu Ni Phật có thể đến ngồi trên tòa này tức thời đứng Thích Ca Mâu Ni Phật vào trong tháp báu ngồi xếp bằng trên nửa tòa đó bấy giờ hàng đại chúng thấy hai đứng Như Lai ngồi xếp bằng trên tòa sư tử trong tháp bảy báu thời đều nghĩ rằng Đức Phật ngồi trên cao xa cuối mong Đức Như Lai dùng sức thần thông làm cho bọn chúng con đều được ở trên hư không tức thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng sức thần thông tiếp hàng đại chúng đều ở hư không rồi dùng tiếng lớn mà khắp bảo đó rằng ai có thể ở trong cõi ta bà này giống nói kinh diệu pháp liên hóa này chính phải lúc Như Lai không bao lâu sẽ vào niết bàn Phật muốn đem kinh pháp hoa này phó chúc cho có người khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng Đấng Thanh Chúa Thế Tôn giàu diện độ đã lâu ở trong tháp báu này còn vì pháp mà đến các ông lại thế nào há chẳng riêng vì pháp Phật đã báo diệt độ đã vô lượng số kiếp nơi nơi đến nghe pháp vì khó gặm đáng vậy phần kia bốn nguyện rằng sau khi ta diễn độ nơi nơi tháp ta qua thường vì nghe pháp hoa lại vô lượng các Phật số nhiều như hàng xa của ta phân thân ra vì muốn đến nghe pháp và cũng để ra mắt Phật diệt độ đã báo nên đều bỏ cõi đẹp cùng với chúng đệ tử trời người giờ
rồng thần thấy và các việc cúng dường muôn pháp lâu ở đời, cho nên đến cõi này ta vì các phần ngồi dùng sức thần tông lớn rời vô lượng trời người, làm cho nước thanh tịnh các đứng Phật mỗi mỗi đều đến dưới cây báu như hoa sen trang nghiêm nơi ao báu trong sạch. Dưới mỗi cây báu đó có tòa báu sư tử Phật xếp băng ngồi trên sáng suốt rất đẹp đẽ như giữa đêm tối tâm đốt đuốc lớn lửa sáng. Thần Phật thoáng hương thơm bay khắp mười phương cõi, chúng sinh được hướng sông vui mừng không kể xiết. Tí như luồng gió lớn thổi lay nhánh cây nhỏ, dùng cách phương tiện đó làm cho pháp mở lâu. Nói cùng hàng đại chúng sau khi ta diện đồ, ai có thể hộ trì đọc nói kinh pháp này thời nay ở trước Phật, nên tự phát lời thế coi Phật đa bảo kia dầu đã diệt từ lâu. Do bốn thể nguyện giống mà còn rèn tiếng lớn đức đa bảo Như Lai, và cùng với thân ta nhôm hộp các hóa Phật phải nên biết ý này. Các hàng Phật tử thấy ai có thể hộ pháp này, nên phát nguyện lớn khiến pháp ở đời lâu. Có ai hay hộ đáng kinh diệu pháp hoa này thời là đã cúng dường Thích Ca cùng đa bảo đức đa bảo Phật đây ở trong tháp báu lớn tưởng giáo qua mười phương. Vì để nghe kinh này cũng là để cúng dường ca qua Phật đến nhóm trang nghiêm rất sáng đẹp các thế giới vô lượng. Nếu người nói kinh này thời là đã thấy ta cũng đã bảo Như Lai, và các vị hóa Phật các thiện nam tử này đều nên suy nghĩ kỹ. Đây là việc rất khó, phải phát nguyện rộng lớn bao nhiêu kinh điển các số nhiều như hằng sa dầu, nói hết kinh đó cũng chưa đủ làm khó. Hoặc đem núi diều cao ném để ở phương các cách vô số cõi Phật cũng chưa lấy làm khó. Nếu người dùng ngón chân đồng cõi nước đại thiên ném xa qua cõi khác cũng chưa lấy làm khó. Hoặc đứng trên hiệu đánh nói vô lượng kinh khác vì để dạy bảo người cũng chưa lấy làm khó. Nếu sâu lục Phật diệt người ở trong đời an có có thể nói kinh này đây thời rất là khó. Giả sử lại có người dùng tay năm hư không để mà khắp giáo đi cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ nếu người tự thọ trì hoặc bảo người thọ trì đây thời rất là khó. Hoặc đem cả cõi đất để trên mong ngón chân bay lên đến phạm thiên cũng chưa lấy làm khó. Sau khi Phật diễn độ người ở trong đời ác tạm đọc kinh pháp này đây thời mới là khó. Giả sử gặp kiếp thiêu gánh mang những cò khô vào lửa không bị cháy cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ nếu người chỉ kinh này vì một người mà nói đây thời mới là khó. Hoặc người chỉ tám muôn bốn nghìn các tàng pháp đủ mười hai bộ kinh vì người mà diễn nói khiến các người nghe pháp đều đắng sáu thần tông giàu được như thế đó cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diền đổ nghe lãnh kinh điển này hỏi nghĩa thú trong kinh đây thời là rất khó. Hoặc có người nói pháp làm cho nghìn muôn ức đến vô lượng vô số hằng hà sa chúng sinh chứng đăng a la hán đủ sâu phép thần thông dẫu có lợi ích đó cũng chưa phải là khó. Sau khi ta diền đổ nếu người hay phụng trì những kinh điển như đây đây thời là rất khó. Ta vì hộ phần đạo ở trong vô lượng cõi từ thuở trước đến nay rồng nói nhiều các kinh mà ở trong kinh đó kinh này là bậc nhất. Nếu có người chỉ được thời là chỉ thân Phật các thiện nam tử này sau khi ta diệt độ ai có thể tỏ trì và đọc tụng kinh này thời nay ở trước Phật nên tự nói lời thế kinh pháp đây khó trì. Nếu người tám trì đó thời ta rất vui mừng các đức Phật cũng thế. Người nào được như vậy các đức Phật thường khen đó là rất rộng mãnh, đó là rất
tinh tấn gọi là người chỉ giới bậc tu hành đầu đà. Thời chắc sẽ mau đăng quá vô thượng Phật đạo, có thể ở đời sau động chỉ kinh pháp này là chân thật Phật tử trụ ở bậc thuần thiện. Sau khi Phật diệt độ có thể hiểu nghĩa này. Thời là mắt sáng suốt của trời người trong đời, ở trong đời kinh sợ hay nói trong chốc lát tất cả hàng trời người đều nên cúng dường đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phụng nguyện Tam Bảo chứng minh ngoài thần hộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương Chúng Thiên Long Bát Bồ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiên Thần chứng minh gia hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay, đối với thân thực hành thiếu dục trí túc, đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục, đối với tưởng tư duy chính pháp. Chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con Tứ Đại Điều Hòa Chủ Thế Xa Bà dài lâu đời đời các kiếp vị lai thị hiện, mang ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đức Như Lai phổ độ quần sinh, khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời đức Phật dạy, tin sâu nhân quả phát tâm bồ đề, ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tập tại chùa bệnh tật được thuyên giảm tăng trưởng duyên lành tu theo chánh pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiền nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báu của mình mà được bệnh căn thiên giám gia quyên an khang, lòng tin nơi Tam Bảo ngày càng sâu, tâm tử bi đối với chúng sinh tăng trường. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong, đồng bào tử nạn, dân quân du kích tử vệ, những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loại cô hồn, chư vị hương linh gia tiên nội ngoài kiếp này và các kiếp trước, các hương linh ngoan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, các hương linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hương linh liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng, tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà sớm phát tâm giác tỉnh, lìa cõi u minh, khởi niệm từ bi xa rời ác đạo, tin sâu Tam Bảo sinh về cõi Phật an vui. Chúng con cũng xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dứt trừ nan dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua váng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét lụt nổi, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, huyết lễ sầu quỷ vương cùng các tiểu quỷ tử theo kinh Địa Tạng có liên quan tới ác nạn của nhân loại. Nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề hộ trì Tam Bảo,
cùng với chúng con kết duyên pháp lữ thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyên tái Phật Pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc chúng kiên trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường, trí ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng giống Việt Nam khác thế tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu, chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn. Khắp nguyện phước ban khắp tất cả đức độ quần sinh, Phật Pháp thịnh hưng tam độ dứt sạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tụng kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về. Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh thấy đều thế nhầm vô sinh nhân. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện được trí tuệ thật sáng ngời. Nguyện các tội chướng thấy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện đem công đức tu hành này chan giải mười phương khắp tất cả, hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quy y Phật nơi nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn nơi phán tâm vô thượng. Từ quy y pháp mới nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh tạng ơi trí tuệ như biển. Từ quy y tăng ơi nguyện cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng ơi tất cả